Báo Malaysia, đội tuyển Việt Nam gặp khó vì lịch thi đấu trước AFF Cup. Các bạn thấy hay cho mình một nút nhấn đăng ký nhé. Nhìn vào đấu của đội tuyển Việt Nam trong các tháng 10, 11 và 12. Truyền thông Malaysia sớm nhận ra khó khăn về lịch thi đấu của đội bóng trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay, đội tuyển Việt Nam ở bảng B cùng với các đội Indonesia, Lào, Campuchia và Malaysia. Đấy chính là lý do mà truyền thông Malaysia tỏ ra quan tâm đến đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo trước thềm giải đấu này. Tờ Vokit FC của Malaysia sớm dẫn lời vị huấn luyện viên người Hàn Quốc nhận định về các đối thủ trong bảng, theo tôi các bảng đấu như nhau, không có gì đặc biệt. Ngoài Timor-Leste và Brunei phải đá trận playoff, các suất tham dự AFF đã được xác định. Tôi cho rằng tất cả các đối thủ đều khó chơi. Nên đội nào chung bảng với đội tuyển Việt Nam cũng không có khác biệt chúng tôi phải cố gắng hết sức cho từng trận đấu mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng sau đó là bán kết và chung kết tờ báo của malaysia tiếp tục dẫn lời huấn hang seo xét tương quan lực lượng các đội thuộc bảng b hai vé đi tiếp vào bán kết của giải này sẽ là cuộc cạnh tranh của nhóm ba đội việt nam malaysia và indonesia trong đó Malaysia và đội tuyển Việt Nam là hai đội bóng đã lọt vào trận chung kết kỳ giải gần nhất. Truyền thông Malaysia chưa quên thất bại trước đội tuyển Việt Nam cách nay 3 năm. tờ Vorkit FC viết, đội tuyển Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch AFF à Cup sau khi họ thắng Malaysia trong trận chung kết kỳ giải năm 2018. Với tổng tỷ số 3-2 sau hai 2 lượt trận, hòa 2-2 ở lượt đi trên sân của Malaysia, sau đó tuyển Việt Nam thắng 1-0 ở sân Mỹ Đình. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn là ứng cử viên vô địch hàng đầu của AFF Cup 2020. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đang sở hữu lực lượng tốt nhất, giàu kinh nghiệm nhất ở Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2020 khu vực châu Á. Mặc dù vậy, thách thức của Quang Hải và các đồng đội cũng xuất phát từ chỗ này. Phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc hơn các đội bóng khác tham dự AFF Cup. Truyền thông Malaysia sớm nhận ra điều này. Tờ Vokit FC bình luận. Đội tuyển Việt Nam đối diện với khó khăn vì phải trải qua lịch thi đấu dày đặc trước khi tham cấp. Tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển Trung Quốc và Oman vào tháng 10. Sau đó là các trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia trong tháng 11 ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á vẫn là thông tin được đăng tải trên tờ Vorkit FC. AFF Cup 2020 dự kiến khởi tranh vào ngày 5 tháng 12 và kết thúc vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Hiện có 3 quốc gia ngỏ ý muốn đăng cai giải đấu gồm Singapore, Thái Lan và Campuchia. Khả năng cao Singapore là quốc gia được lựa chọn là chủ nhà của giải vô địch Đông Nam Á vào cuối năm nay. Các bạn thấy hay cho mình một nút nhấn đăng ký nhé.